Thông tin sức khỏe ca sĩ Phi Nhung mới nhất ngày hôm nay, ngày 10 tháng 11. Những ngày gần đây trên mạng bỗng xuất hiện hàng loạt thông tin cho rằng ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống và hiện tại đang ở ẩn sau hàng loạt những lùm xùm và thị phi liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và con trai nuôi Hồ Văn Cường. Được biết khoảng thời gian trước ca sĩ Phi Nhung liên tục bị bà Nguyễn Phương Hằng tổ ăn chặn tiền cách xe của Hồ Văn Cường và yêu cầu Phi Nhung lẫn quản lý phải trả lại toàn bộ tiền thưởng 200 triệu từ Việt Nam Idol Kids và các xe 5 năm đi hát. Cũng từ lùm xùm trên mà dân mạng liên tục đồn đoán, rất có thể Phi Nhung lựa chọn dẫn nên màn kịch này nhằm đánh lừa dư luận và truyền thông. Tiếp theo sau đó thì hàng loạt bằng chứng được đưa ra càng chứng minh cho thấy việc Phi Nhung còn sống rất đáng tin. Như một vị khán giả giấu tên đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều hình ảnh, mà Phi Nhung đã chụp gần đây. Vị khán giả này cho biết, cô ấy đã thấy Phi Nhung rất nhiều lần, nhưng cứ nghĩ do mình nhìn lầm, bởi vì Phi Nhung đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng hóa ra cô không nhìn nhầm, mà còn chụp lại là bằng chứng, chứng minh Phi Nhung hiện tại hoàn toàn mạnh khỏe. Cùng với đó, vị khán giả này yêu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi sớm điều tra rõ ràng vụ việc này và công bố đến cho người dân cả nước thông tin động trời này. Nếu thật sự Phi Nhung vẫn còn sống, thì đây là một điều rất đáng vui mừng và nó như một món quà dành đến cho những ai yêu mến ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung sinh ngày 10 tháng 4 năm 1970, quê tại Gia Lai, sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cô chỉ được theo học đến lớp 6, sau đó chuyển sang làm nghề may mặc để kiếm sống. Tuy vậy, từ nhỏ Phi Nhung đã yêu thích âm nhạc, thích nghe những bài cải lương, dân ca và nuôi ước mơ trở thành một ca sĩ. Vào năm 1989, Phi Nhung được sang Mỹ theo diện con lai và bắt đầu phát triển sự nghiệp tại đây. Dưới sự giúp đỡ của Trixie Phương Trinh, năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất và doanh số bán chạy thuộc hàng kỷ lục, nên người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh nữ hoàng băng đĩa. Năm 2005, sau thời gian dài định cư tại Mỹ, ca sĩ về nước ca hát, kinh doanh, Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình, như bông Điền điển, phải lòng con gái Bến Tre. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, MC, giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero, hãy nghe tôi hát. Mạnh Quỳnh choáng trước giọng hát của nữ ca sĩ xinh đẹp. Mạnh Quỳnh dành lời khen ngợi và mong Tuyết Mai tiếp tục phát triển bản thân để tiến sâu trong chương trình đánh thức đam mê tập 1 thách thức đam mê phiên bản tình quê lên sóng với màn tranh tài của tuyết mai văn hương hồng gấm và huỳnh thật đảm nhận vai trò giám khảo là ca sĩ mạnh quỳnh ca sĩ đồng đào đạo diễn vũ thành vinh trong đêm thi ca sĩ tuyết mai gây ấn tượng qua ca khúc tình hoài hương xuất hiện với tảo dài truyền thống kết hợp cùng giọng hát ngọt ngào sâu lắng và các điệu múa dân gian cô đã mang đến tiết mục thú vị cho người xem lẫn giám khảo. Sau khi giành quán quân một cuộc thi âm nhạc, Tuyết Mai có thời gian im ắng để tập trung chăm lo cho gia đình. Đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ quyết định trở lại và hứa hẹn sẽ là nhân tố đáng gờm của đánh thức đam mê. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh ấn tượng trước phần dự thi của nữ thí sinh. Ông hy vọng ở những vòng sau sẽ thấy được một tuyết mai bùng nổ hơn, mới mẻ hơn. Trên sân khấu em cũng bày lượng leo trèo, em không thể múa như các bạn, nhưng hòa nhịp rất tốt. Ngày hôm nay với bài hát này, em đã thể hiện được chiều sâu và sự điềm đạm trong ca khúc, ông cho biết. Với giám khảo đồng đào, cô khích lệ nữ thí sinh cố gắng giữ lửa nhiệt huyết, tỏa sáng và đánh thức niềm đam mê của mình. Đối với Mạnh Quỳnh, anh nể phục sự can đảm và lòng yêu nghề của đàn em. Đánh giá về tiết mục này, giọng ca căn nhà màu tím khen nữ thí sinh đã mang đến một phần trình diễn đẹp cả phần nghe lẫn phần nhìn. Nam giám khảo choáng trước giọng hát của cô và nhắn nhủ Chào mừng Tuyết Mai đã quay trở lại và hy vọng rằng em sẽ lợi hại hơn xưa. Tôi mong rằng những tiết mục sau, sự diễn xuất và các yếu tố khác sẽ mạnh mẽ hơn để mọi người thấy được khả năng của em không chỉ dừng lại ở thanh nhạc. Tiếp đến là màn trình bày của thí sinh Huỳnh Thật, lựa chọn cho mình ca khúc đàn sáo Hậu Giang để phô diễn giọng hát mềm mại, trầm mắm, nam thí sinh chiếm được tình cảm của người nghe. Nếu Mạnh Quỳnh đánh giá cao hình Thật về lối diễn xuất, thì giám khảo đồng đào khen nam thí sinh có khuôn mặt sáng và giọng hát ngọt ngào. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng có những lời góp ý dành cho nam thí sinh liên quan đến việc phát âm. Mạnh Quỳnh gặp biến lớn sau khi Phi Nhung qua đời, vợ nam ca sĩ lên tiếng cầu cứu. Mới đây, vợ Mạnh Quỳnh đã tâm sự, tiết lộ việc người tình Phi Nhung chỉ nằm vui trên giường sau biến cố. Sự việc nữ ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện chợ rẫy vào tháng 9 khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Ca sĩ Mạnh Quỳnh là bàn diễn của Phi Nhung, từng cùng cô đi diễn đến nhiều nơi, lưu diễn nhiều chỗ trong suốt hàng chục năm qua. Nhiều người nhận định Mạnh Quỳnh là tri kỷ là người tình bí mật của cố ca sĩ. Mới đây Mạnh Quỳnh đã có những chia sẻ về điều tiếc nuối lớn nhất không thể thực hiện với Phi Nhung đồng thời cho biết về khoảng thời gian nữ ca sĩ ra đi, anh chẳng thể làm được điều gì, chỉ nằm vùi trên giường muốn yên tĩnh. Vợ Mạnh Quỳnh đã ở bên cạnh chia sẻ sự khó khăn với cảm xúc của người tình Phi Nhung, động viên chồng không nên quá buồn và suy sụp bởi còn phải nghĩ đến công việc, gia đình và tương lai. Vợ Mạnh Quỳnh luôn hiểu và đồng cảm với công việc của chồng suốt hàng chục năm qua, cô cũng luôn để Mạnh Quỳnh thoải mái chia sẻ mọi điều với cố ca sĩ Phi Nhung. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Mạnh Quỳnh gửi đơn khởi kiện một nữ CEO tại Việt Nam khi xúc phạm Phi Nhung. Tuy nhiên sau đó đại diện của Mạnh Quỳnh đã bác bỏ thông tin này. Là đại diện truyền thông của ca sĩ Mạnh Quỳnh, chúng tôi yêu cầu dừng ngay việc sử dụng những thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan tới nam ca sĩ. Các bài viết đưa tin một chiều mang tính phiến diện vô căn cứ dựa trên các thông tin sai sự thật đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cá nhân cũng như công việc của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Lộ bí mật kinh khủng sau khi Phi Nhung qua đời, vẫn còn một người con trai khác. Lúc sinh thời, cố nghệ sĩ Phi Nhung tận nhận nuôi nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt và cả những giọng ca trẻ yêu thích dòng nhạc dân ca trữ tình. Trong số đó, Phạm Đức Hiếu không theo đuổi đam mê ca hát như Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Thiên Nhung, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người. Được biết, cậu bé thuộc thế hệ 10X này mồ côi cha sớm, mẹ ruột bị mắc bệnh tâm thần, nên cậu từng bị bỏ rơi ở một bãi biển lúc còn nhỏ tuổi. Để chống chọi với tuổi thơ không may mắn, Đức Hiếu phải đi lang thang, ai cho gì ăn đó. Trong một kiến thiện nguyện, Phi Nhung và một sư cô đã gặp được cậu bé và quyết định đưa về chăm sóc. Có thời gian Đức Hiếu được sinh sống và tu tại chùa, đến độ tuổi khôn lớn, cậu bé được đi học và sống gần với giọng ca bông điên điển. điển theo bí mật trước đây của phi nhung con trai nuôi của cô ngoan ngoãn hiếu thảo nhưng từng khá nhút nhát ngày tiếp xúc với những ai không quen biết và đám đông nhờ tình yêu thương và bảo bàng của mọi người trong gia đình cô đức hiếu dần cởi mở vui vẻ hơn không phân biệt con nuôi bình thường hay nổi tiếng cậu bé này được phi nhung dạy dỗ về sự lễ phép tự lập trong cuộc sống và được học hành đi chơi như các anh chị em trong nhà Tháng 6 năm 2021, khi thấy mẹ nuôi cùng Hồ Văn Cường vướng hồn màu chuyện ứng xử tiền bạc, Đức Hiếu đã lên tiếng bên vực cả hai. Theo cảm nhận của cậu bé, Phi Nhung là người nghiêm khắc nhưng luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với các con. Đức Hiếu luôn mang ơn và cảm thấy hạnh phúc vì sự tâm lý, chỉ bảo của mẹ nuôi. Còn về phía Hồ Văn Cường, cậu bé thường xuyên tiếp xúc và mong cộng đồng mạng hãy nhẹ nhàng để quán quân Việt Nam Idol Kids có thể tập trung cho việc học thì tốt nghiệp trung học phổ thông cho thật tốt. Suốt thời gian Phi Nhung nằm viện vì nhiễm Covid-19, Đức Hiếu luôn cầu nguyện và mong những điều tốt đẹp nhất đến với mẹ. Lúc nữ ca sĩ ít qua đời, cậu bé đã vô cùng hụt hẫn và đau buồn. Cuối tháng 10 vừa qua, Đức Hiếu đón sinh nhật nhưng thiếu vắng mẹ nuôi. Cậu bé bày tỏ rằng, Năm qua thật tồi tệ với tôi, tôi sẽ không được cùng mẹ ăn sinh nhật, không còn là đứa trẻ con nữa, chỉ mong tuổi mới sẽ giúp tôi khôn ngoan hạnh phúc hơn. Xin cảm ơn mẹ và sư phụ đã nuôi nấng con. Con sẽ cố gắng học tập làm người tốt. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, trưởng thành và thành công hơn trong năm nay. Hiện tại ngoài duy trì việc học tập, những lúc rảnh rỗi, Đức Hiếu thường phụ giúp người thân một số công việc tại các quán chay của mẹ nuôi đã quá cố.